Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Có vẻ như phương Tây đã quyết định từ bỏ ý định tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga. Tờ Financial Times FT đưa tin, sau khi tham khảo, một vài cá nhân đại diện những quốc gia thuộc G7 đã viết rằng vấn đề này không còn được thảo luận trong khối nữa. Ấn phẩm FT nói rằng, thay vào đó, các phương án sử dụng lợi nhuận từ tài sản nước ngoài của Liên bang Nga do cơ quan lưu ký Euroclear quản lý đang được xem xét. Hiện tại, phương án này được các thành viên chủ chốt của G7 tại châu Âu thúc đẩy. Theo giới phân tích, EU lo ngại sự trả đũa từ chính quyền Nga. Điều này đã được công bố trước đó tại Moscow. Mặc dù vậy, chính quyền Kiev tiếp tục vận động tịch thu toàn bộ số vàng và dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Liên bang Nga. Hơn nữa, Thủ tướng Ukraine Denis Mishustin trước đó tuyên bố rằng họ đã tịch thu và sử dụng tài sản của Nga trị giá khoảng 788 triệu đô la Mỹ cho mục đích riêng của mình. Hồi tháng 4, các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương G7 nhóm họp bên lề cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, Mỹ. Vấn đề được thảo luận là cách khai thác khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ đang bị đóng băng của Nga. Tại sự kiện do hãng tin Semafor tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết các bộ trưởng tài chính tiến hành các công việc kỹ thuật để đưa ra các phương án cho lãnh đạo G7 ra quyết định về khối tài sản này tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới. Các phương án bao gồm việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho việc tịch thu hoàn toàn khối tài sản của Nga. Ông chia sẻ về các phương án, chúng tôi đang thảo luận về một số lựa chọn khác nhau, bao gồm tịch thu, thế chấp hoặc sử dụng khoản lợi nhuận bất ngờ hoặc tiền lãi từ khối tài sản này để tài trợ cho một khoản vay. Châu Âu cũng có kế hoạch riêng là sử dụng lãi từ số tiền bị đóng băng để mua vũ khí và tài trợ tái thiết cho Ukraine. Điều đó có nghĩa kế hoạch có thể tiến hành sớm. Dù các quan chức EU nói rằng châu Âu có thể tham gia kế hoạch của Mỹ vào năm 2025. Tuy nhiên, phía Nga cảnh báo nước này đã soạn thảo luật để đáp trả nếu tài sản của họ bị phương Tây tịch thu và sử dụng để tái thiết Ukraine. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố, chúng tôi đã chuẩn bị phản ứng đáp trả. Chúng tôi đã soạn một dự thảo luật sẵn sàng xem xét ngay lập tức về các biện pháp trả đũa. Châu Âu sẽ tổn thất nhiều hơn chúng tôi. Bà Matvienko, thành viên Hội đồng An ninh Nga, không đưa ra thông tin cụ thể về phản ứng của Moscow đối với việc tịch thu tài sản Nga. Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào đều đi ngược lại nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây đặt ra và sẽ làm sụt giảm niềm tin vào đồng đô la Mỹ cũng như đồng euro, đồng thời cản trở đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây. Một số quan chức ở Moscow cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại C ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản này. Ấn phẩm Devent của Đức cho biết quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống súng phun lửa TOS-3 Dragon thế hệ mới, có khả năng biến toàn bộ khu vực đông dân cư thành đống đổ nát. Theo tờ Devent, hệ thống vũ khí nâng cấp nói trên có khả năng tấn công mục tiêu của kẻ thù ở khoảng cách xa hơn lên tới 15 km và mang tới sức công phá cực lớn. Ấn phẩm lưu ý rằng khả năng tấn công từ cự ly xa của Dragon ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của máy bay không người lái FPV đối phương, đồng thời tăng khả năng sống sót của phương tiện chiến đấu. Mức độ bất khả xâm phạm của TOS-3 với những máy bay không người lái như vậy được gọi là một tính năng đặc biệt so với TOS-1A Solsepec và TOS-2 Tosoka. Bên cạnh đó, các nhà báo Đức chỉ ra rằng TOS-3 được thiết kế như một loại vũ khí mang tính đột phá, mô tả khả năng loại vũ khí mới của Nga. Tờ báo Đức mô tả bằng hai từ khủng khiếp. Nguyên mẫu hệ thống phun lửa TOS-3 ngay khi lần đầu tiên xuất hiện đã gây ấn tượng với người Đức ở chỗ bệ phóng của nó có thể bắn tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp có sức công phá lớn. Một số chuyên gia cho rằng TOS-3 có thể sử dụng tên lửa tầm xa dành riêng cho hệ thống này với số lượng tên lửa lên tới 15 chiếc, xếp theo 3 hàng, mỗi hàng có 5 tên lửa. Trong khi đó, TOS-1A sử dụng dàn phóng có 24 tên lửa, còn TOS-2 sử dụng dàn phóng 18 tên lửa. Hai hệ thống này sử dụng đạn pháo thế hệ đầu tiên 220mm, có tầm bắn 3,6 km. Sau đó, chúng được cung cấp loại đạn cải tiến với tầm bay 6 km. Ngoài ra, Nga cũng phát triển tên lửa TBS-M3 mới dành cho TOS-2. Theo các chuyên gia quân sự, TOS-3 Dragon có thể sẽ sử dụng tên lửa TBS-M3 có chiều dài 3,7m, đầu đạn nhiệt áp mở rộng, khối lượng nhiên liệu rắn và tầm bắn ấn tượng đạt tới 15 km. Ngay cả các bong ke kiên cố cũng không thể chống lại Dragon và một loạt đạn đủ sức biến nhiều khu vực thành đống đổ nát cùng một lúc. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng Moscow đang tiếp tục chế tạo tên lửa 220mm, đồng thời phát triển loại tên lửa mới cho TOS-3. Tuy vậy, cũng có ý kiến lo ngại về cơ số đạn của TOS-3 Dragon bị giảm xuống chỉ còn 15 quả, đồng nghĩa với hỏa lực yểm trợ sẽ kém đi nhiều và cần phải có thời gian để xác định đây là ưu hay nhược điểm. Dragon có thể cơ động ra tiền tuyến mà không cần phương tiện vận tải trung gian như xe chở tăng. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng của nó. Ngoài ra, việc giảm số lượng đạn có đầu đạn nhiệt áp hoặc gây cháy trong mô đun chiến đấu sẽ giúp tăng sức mạnh và phạm vi sử dụng của chúng. TOS-3 hứa hẹn sẽ là loại vũ khí mang đến nhiều lợi thế trong tương lai. Sự phát triển của TOS-3 đánh dấu bước nối tiếp của dòng vũ khí nhiệt áp. Hệ thống mới tìm cách kết hợp những tính năng tốt nhất của tổ hợp ra đời trước với những tiến bộ công nghệ mới. Với những đặc tính như vậy, Dragon được coi là tương lai của chiến tranh nhiệt áp. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh của cụm quân trung tâm đã phá hủy một kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine ở hướng Krasnoarmeysk, gần khu định cư Avdiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Đoạn video về vụ tấn công cũng được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một số xe tải quân sự đậu sát nhau và được ngụy trang kỹ lưỡng bằng bụi cây ở ngoại ô một ngôi làng không xác định. Ngay sau khi vị trí kho tập kết đạn dược được xác định bởi máy bay không người lái giám sát, địa điểm này đã trở thành mục tiêu của pháo binh. Một số xe tải đã bốc cháy, gây ra vụ nổ thứ cấp dữ dội khi đạn dược bên trong phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, pháo binh của cụm quân trung tâm đã tấn công kho đạn dã chiến của quân đội Ukraine theo hướng Krasnoarmeysk, Ukraine gọi là Pokrovsk. Kho đạn phát nổ sau cuộc tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó vào cuối tháng 4, Nga tuyên bố bắn hạ 6 quả đạn thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraine khi những tên lửa này nhắm vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 10 thiết bị không người lái của Ukraine, 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và 2 bom Hammer do Pháp sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết vị trí những tên lửa này bị bắn hạ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Crimea, Sergei Aksyonov nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ các tên lửa ATACMS ở bán đảo Crimea. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào Crimea nhằm phá hủy năng lực phòng không của Nga ở đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng các quân nhân của chúng tôi đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Ông Shoigu cũng ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho biết ngành này đã liên tục tăng sản lượng. Theo ông, việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đã chứng minh điều đó. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Mỹ và các đồng minh của nước này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời cam kết sẽ tăng cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của phương Tây. Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn phim quay do Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine quay bằng máy bay không người lái. Họ cho biết con đường dẫn tới địa ngục, hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu của Nga đã bị phá hủy trên một khu vực nhỏ của mặt trận ở khu vực Donetsk. Newsweek không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm đoạn phim được quay và đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Các lực lượng Nga gần đây đã đạt được những bước tiến vững chắc ở khu vực Donbas, phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk, sau khi chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố của quân đội Kiev trong khu vực. Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cũng chia sẻ đoạn phim trên X viết 42 xe tăng Nga bị phá hủy là kết quả công việc chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine và sự hợp tác với Lữ đoàn Tổng thống riêng biệt và Lữ đoàn 762. Ông nói thêm, các binh sĩ Lữ đoàn báo cáo rằng đây là kết quả của việc tăng cường đáng kể giao tranh theo hướng của họ trong vài tuần trước. Tốc độ chiến đấu trên khu vực đó của mặt trận không hề chậm lại. Các tướng Nga tiếp tục tung các đơn vị cơ giới của họ vào các cuộc tấn công bất tận mà không quan tâm đến thương vong. Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một địa điểm radar Nga có thể vượt qua một trong những làn ranh đỏ của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân. Các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã nhắm vào trung tâm kỹ thuật vô tuyến 590 của đơn vị 84680 ở thành phố Covinkino. Covinkino nằm ở Cộng hòa Mordovia, cách biên giới Ukraine 580 km. Địa điểm này là nơi đặt radar 29B-6 Container, tạo thành một phần của mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm của Nga đối với các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Các nguồn tin cho biết, kết quả cuộc tấn công vẫn đang được xác định. Truyền thông Ukraine đưa tin, tòa nhà của sở chỉ huy tại địa điểm này đã bị hư hại, trong khi chính quyền Nga cho biết 2 UAV đã bị bắn hạ. Ukrainska Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, kết quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá. Nếu hệ thống radar container bị ảnh hưởng, các cuộc tấn công có thể đã đáp ứng một trong những điều kiện xác định khả năng Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, như sắc lệnh của Tổng thống năm 2020 đã đặt ra. Những điều kiện này bao gồm nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga và hoặc các đồng minh, và việc đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ Nga và hoặc đồng minh. Các tiêu chí được liệt kê là tác động của đối phương đối với các cơ sở quân sự hoặc cơ sở nhà nước quan trọng của Liên bang Nga nếu ngừng hoạt động sẽ dẫn đến sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân và sự gây hấn chống lại Liên bang Nga sử dụng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Mối đe dọa leo thang hạt nhân, dù là qua vũ khí hạt nhân hay thảm họa tại một trong nhiều nhà máy điện dân sự ở vùng xung đột, đã phủ bóng lên cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi nó nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Mikhailo Fedorov cho biết, cụm công nghệ quân sự Brave One của Ukraine đã phát triển thành công hệ thống tác chiến điện tử Parason thế hệ mới. Ông Mikhailo Fedorov nhấn mạnh, nhà phát triển đã cung cấp hai phiên bản của hệ thống tác chiến điện tử mới. Một trong những ưu điểm chính của Parason là khả năng vô hình trước hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Mikhailo Fedorov đồng thời cũng đăng một đoạn video quay hình ảnh các nhà phát triển đang thử nghiệm Parason và vô hiệu hóa máy bay không người lái bằng hệ thống tác chiến điện tử này. Ở phiên bản đầu tiên, Parason 01 có nhiệm vụ bảo vệ các vị trí quân sự bằng cách vô hiệu hóa máy bay không người lái FPV của Nga trong bán kính 200 m. Trong khi đó, biến thể Parason 02 tập trung vào việc bảo vệ thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái trong cùng phạm vi. Ưu điểm của Parason là rất dễ vận hành và việc triển khai chúng chỉ mất từ 10 đến 15 phút. Quan chức Ukraine thông báo, chính phủ đã ký hợp đồng với nhà phát triển Mixten để mua hai biến thể của Parason. Hiện hệ thống tác chiến điện tử này đang được lực lượng phòng vệ Ukraine tích cực triển khai. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng đạn dược và vũ khí chiến đấu trên tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga, hiện tại chính phủ Ukraine đang dốc hết lực tự tìm cách trang bị vũ khí cho quân đội trong lúc chờ viện trợ từ phương Tây. Chính phủ Ukraine đã đổ rất nhiều tiền vào ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước vì hy vọng với số vũ khí và đạn dược cây nhà lá vườn, các lực lượng Kiev có thể lật ngược tình thế trên chiến trường. Theo hãng tin AP, lĩnh vực này hiện cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, được coi là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh hiện nay. Theo AP, chính phủ Ukraine đã chi gần 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, năm 2024, để phát triển vũ khí trong nước, gấp 20 lần so với khoản ngân sách phân bổ cho lĩnh vực này hồi trước khi chiến sự với Nga bùng phát. Tuy nhiên, số tiền này cũng được phân bổ cho việc mua vũ khí từ các công ty tư nhân, khiến các doanh nghiệp loại này mọc lên như nấm và nhanh chóng chiếm lĩnh cả ngành công nghiệp vốn do các tập đoàn quốc doanh thống trị. Hồi tháng trước, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết rằng đối với một số khí tài quan trọng như phương tiện không người lái, Ukraine đã sản xuất được 90% những gì quân đội của họ cần. Trong số này, có máy bay không người lái UAV tầm xa đã tấn công các cơ sở dầu khí sâu bên trong nước Nga, cũng như xuồng không người lái đã gây thiệt hại đáng kể cho hạm đội Biển Đen của Moscow. Nga đang tăng cường nỗ lực kiểm soát Chasopja, một thành trì quan trọng ở phía đông Ukraine, giữa bối cảnh các lữ đoàn của Kiev đang kiệt sức, thiếu trang thiết bị và chật vật giữ phòng tuyến trong khi chờ đợi hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Theo người phát ngôn lực lượng mặt đất Ukraine ở phía đông, khoảng 25.000 binh lính Nga đã triển khai gần thị trấn này trong những tuần gần đây. Trong những nơi giao tranh ác liệt khác dọc tiền tuyến, quân đội Nga cũng đang tiến công, tìm cách giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể trước khi viện trợ phương Tây đến Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay tình hình trên tiền tuyến ngày càng xấu đi. Trong cuộc phỏng vấn với Economist được đăng tải gần đây, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết sự sụp đổ của thành phố Chasopja thuộc tỉnh Donetsk, nơi đang bị bao vây tương tự thành phố Avdiivka trước đây, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Avdiivka đã bị Moscow kiểm soát hồi tháng 12 sau các cuộc giao tranh ác liệt. Ông Skibitsky nhận định, tất nhiên không phải hôm nay hay ngày mai mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn tiếp viện của chúng tôi. Chasopja nằm trong khu công nghiệp Donbas, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk. Thành phố này nằm trên những ngọn đồi, đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Giành được Chasopja sẽ cho phép lực lượng Nga kiểm soát vùng đất cao hơn và nhắm mục tiêu vào các thành phố xa hơn về phía Tây. Nếu kiểm soát Chasopja, Moscow sẽ giành được quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp viện quan trọng của Ukraine trong khu vực. Ngoài việc tăng cường phòng thủ, quân đội Ukraine hiện còn đang nhắm cầu Crimea, nơi được coi là biểu tượng cho bản sắc và quyền lực của Nga tại bán đảo, với khoảng 2 triệu người sinh sống. Tuy nhiên, quan chức Nga mới đây tuyên bố nước này sẽ tiến hành đòn đáp trả quyết liệt nếu Ukraine tập kích cây cầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 3 tháng 5 rằng cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của đối phương. Thật khó tin là quá trình chuẩn bị tấn công cây cầu đang diễn ra với sự hỗ trợ trực tiếp và vô liêm sỉ của tập thể phương Tây. Quan chức Nga đề cập tới các phát biểu và những bài viết trên mạng xã hội của giới chức Ukraine cùng một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Kiev đang tìm cách đánh sập cây cầu nối bán đảo cùng tên với lục địa Nga. Bà Zakharova cho hay, tôi một lần nữa cảnh báo Washington, London và Bruxelles rằng mọi hành động hung hăng nhằm vào Crimea sẽ không chỉ thất bại mà còn dẫn tới những đòn trả đũa tàn khốc. Phát biểu được đưa ra 2 ngày sau khi đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Aksyonov đăng bài viết kèm hàng loạt bức ảnh với tiêu đề danh sách 6 loại cầu chính trong năm 2024. Bức ảnh cuối cùng có tên là Kerch, tên gọi khác của cầu Crimea, được để trống dường như nhằm ám chỉ công trình này sẽ bị phá hủy. Một số quan chức và nhà ngoại giao Đông Âu cũng đăng những nội dung tương tự trên mạng xã hội sau đó. Tại các vị trí pháo binh dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine, các pháo thủ đều giấu nhau, không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, vốn đang đe dọa xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow. Chỉ huy pháo binh Oleksandr Gerashchenko nói với Reuters, nếu so sánh với thời kỳ đầu của cuộc chiến thì chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày, bây giờ thì bắn 30 quả đạn đã là một điều xa xỉ. Gerashchenko cho biết thêm, thậm chí có những ngày, số lượng đạn pháo được bắn ra chỉ tính bằng một con số. Ngoài ra, những người lính Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận phía đông Donetsk đã buộc phải chấp nhận để quân Nga tiến lên trong những tuần gần đây. Các lực lượng Ukraine bảo vệ thành trì chiến lược Chasopja cũng cho biết họ vẫn đang chờ một đợt đạn dược mới từ Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng từ quân đội và máy bay không người lái của Nga. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt đạn dược khiến một số đơn vị Ukraine phải rút lui khỏi các ngôi làng. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội nước này đã rút khỏi các làng Bedichi, Semenovka và Novomikhailovka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Ông Syrskyi mô tả tình hình ở khu vực Pokrovsk và Kurakhove là khó khăn nhất. Ông nhấn mạnh quân đội Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, theo hướng các khu định cư Kupiansk và Liman ở tỉnh Kharkov, cũng như tại các khu vực Siversk, Slaviansk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Đối mặt với áp lực sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka, Ukraine đang gấp rút xây dựng các chiến hào, vị trí phòng thủ và các chướng ngại vật khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, việc Nga liên tục pháo kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine đã khiến hoạt động xây dựng hệ thống phòng thủ của Kiev trên chiến tuyến dài 1.000 km gặp nhiều khó khăn. Gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ thông qua được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Tuy nhiên, cho đến khi Ukraine nhận được vũ khí và thiết bị từ Mỹ, Moscow sẽ tiếp tục tấn công vào điểm yếu của Kiev. Mặt khác, việc phương Tây ồ ạt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Nga đưa ra những phản ứng đanh thép cả trong phát ngôn và trên thực địa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, viện trợ của phương Tây chỉ làm kéo dài xung đột, tăng thêm đau khổ cho Ukraine mà không thay đổi được cục diện chiến trường. Trên thực địa, các lực lượng Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Kênh Channel 12 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ đề xuất của các nước Ả Rập vì cho rằng nó phi thực tế. Đề xuất do Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Qatar và chính quyền Palestine đưa ra, bao gồm các nội dung chính như Liên Hợp Quốc và quốc tế công nhận nhà nước Palestine, Israel rút toàn bộ binh sĩ khỏi dải Gaza trong 3 tuần, chuyển giao toàn quyền quản lý cho chính quyền Palestine, đưa lực lượng chính quyền Palestine vào Gaza với sự hỗ trợ của quốc tế. Cũng theo đề xuất, quốc tế sẽ hỗ trợ xây dựng cơ chế an ninh cho chính quyền Palestine, cùng với việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem, dựa trên nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Đề xuất còn gồm những nội dung liên quan việc đối thoại với Israel, thả tù nhân, chuyển giao cửa khẩu biên giới, viện trợ. Tuy nhiên, Mỹ đã đưa ra phản hồi chi tiết cho đề xuất này và bác bỏ hoàn toàn. Lo ngại chính của Washington là kế hoạch không nhắc đến việc xóa sổ Hamas, bài trừ tham nhũng trong chính quyền Palestine hay cải cách hệ thống giáo dục Palestine. Theo tờ The Times ở Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine, đã giận dữ vì sự phản đối của Mỹ nên đã từ chối gặp ông Blinken khi nhà ngoại giao Mỹ thăm Trung Đông. Trong khi trước đó tại phiên khai mạc cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, các đại biểu tham dự sự kiện đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước, coi đây là con đường duy nhất chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông và đây là chiến lược cụ thể của Riyadh. Ở diễn biến khác, hồi tháng 4, 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo nghị quyết do Algeria đệ trình khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Anh và Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng, còn Mỹ phản đối. Tuy nhiên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood phát biểu rằng Washington vẫn giữ quan điểm Liên Hợp Quốc không phải nơi công nhận nhà nước Palestine. Việc công nhận phải là kết quả từ một thỏa thuận hòa bình với Israel. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích động thái của Mỹ là bất công, vô đạo đức và không chính đáng. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour tuyên bố việc nghị quyết không được thông qua sẽ không làm suy giảm quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực của mình. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phu Công gọi đây là một ngày buồn và Mỹ bỏ phiếu phủ quyết là đáng thất vọng nhất.